Đúng ra thì ok, rồi cảm ơn các anh các chị và các bạn tư vấn, cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham dự buổi training online ngày hôm nay cùng với Youth Education và trường đại học George Mason. Hy vọng là trong cái đợt giãn cách vừa qua thì mong là mọi người đều mạnh khỏe, và hy vọng là sẽ sớm gặp lại mọi người khi mà tình hình cho phép ạ. Cùng đồng hành với Vi ngày hôm nay thì có chị Tiên, là đại diện tuyển sinh của đại học George Mason trong tập đoàn Intu tại Việt Nam. Về bio của chị Tiên thì lát nữa là em xin phép sẽ post lên trên chat box để mọi người có thể tham khảo ha. Thì trong cái phần này ý, thì mình sẽ tới sau cái phần này của em thì sẽ tới phần presentation của chị Tiên trong tầm khoảng 45 phút, và mình sẽ để cái phần 15 phút còn lại của buổi webinar cho phần Q&A. Thì nếu như mà trong cái thời gian mà chị Tiên presenting, mọi người có bất cứ những câu hỏi nào á, mọi người có thể type in vào cái Q&A box, thì chị Tiên với lại Ivy sẽ quay lại trong cái 15 phút cuối cùng ạ. Nếu như mà không có phần nào nữa thì chắc là em sẽ chuyển mic lại cho chị Tiên ạ. Cảm ơn chị Tiên rất là nhiều. Xin cảm ơn Ivy, cảm ơn Yes Education đã chuẩn bị cho cái buổi ngày hôm nay. Thì em cũng xin chào các anh chị và các bạn. Không biết là tuổi tác như thế nào thì chắc là em xin em đi cho nó dễ. Thì hiện nay thì Tiên đang làm đại diện cho thực tế là hai trường đại học trong hệ thống của Intu. Đó là trường đầu tiên của mình ngày hôm nay, đó là trường đại học George Mason ở tiểu bang Virginia. Và trường đại học thứ hai là sẽ là trường đại học Alabama ở Birmingham. Thì mình sẽ gặp nhau vào tháng 11. Hiện nay là Tiên làm, đây là hai trường nằm trong nhóm đối tác của Intu. Tuy nhiên là không phải là mình chỉ bị giới hạn trong chương trình của Intu mà thôi, mà mình có thể vẫn apply cho học sinh đi vào chương trình trực tiếp học cử nhân tại hệ thống của trường học George Mason. Thì chút nữa trong cái phần chia sẻ của em thì em sẽ nói rõ cái phần admission, một số cái yêu cầu đầu vào để cho mọi người có thể dễ dàng tuyển sinh sắp tới. Em xin phép được share screen ha. Mọi người cũng yên tâm là trong quá trình nghe thì mọi người có thể take note lại những cái câu mà cần hỏi, bởi vì là ở đây thì em sẽ đồng thời là em sẽ chút nữa thì bên Ivy sẽ gửi cho mọi người cái đường link sẽ có cái PDF của cái file presentation này. Và Tiên cũng đã có chuẩn bị gần đây, thì Tiên đã chuẩn bị ra một cái flyer bằng tiếng Việt của trường đại học George Mason khoảng 4 trang thì mọi người có thể sử dụng để tuyển sinh. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái brochure bằng tiếng Anh, flyer bằng tiếng Anh hoặc là cái country scale là cái yêu cầu đầu vào cho tất cả các nước. Tại hiện nay thì trong cái bảng này thì em chỉ quy ra hệ thống của Mỹ thôi. Còn GPA thì mọi người có thể quy từ hệ Úc, Canada, IB, AP chẳng hạn thì sẽ dễ cho mọi người tư vấn hơn. Dạ rồi. Thì câu đầu tiên ha, thì hiện nay thì trường đại học George Mason như mọi người nhìn thấy thì đang là trường đại học công lập nha. Ở đây thì rất khá là nhiều bạn học sinh khi mà gặp George Mason thì các bạn hơi bị phân vân một tí xíu, bởi vì nghe cái tên nó mang tính chất rất là personal. Nhưng mà em xin nói qua một tí xíu, George Mason chính là cái người đang trong cái bức tượng mà mọi người đang nhìn thấy đang đặt ở campus chính của trường ở Fairfax. Thì ông là một nhà chính trị gia và một người chủ đồn điền có rất nhiều những cái đóng góp cho tiểu bang Virginia cũng như là cho bản thân cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Do vậy là để tưởng nhớ và tri ân những cái công lao của ông thì trường được đặt theo tên của ông là George Mason University. Thì cái timeline của mình ngày hôm nay thì em sẽ đi qua 5 phần chính. Thì trong này 5 phần chính này đều là những cái đặc biệt là location, academic, career guidance và student life, đều là những cái US selling point của trường. Thì cuối em sẽ có một cái phần tóm lại cho mọi người, nhưng mà đây là 4 cái điểm chính mà để nhấn mạnh được những cái ưu điểm của trường đại học George Mason. Thì mình sẽ đi vô cái phần đầu tiên, đó là phần location, là một cái mà George Mason vô cùng mà tự hào. Và đây là một trong những cái yếu tố chính mà các bạn sinh viên quốc tế hay là sinh viên Việt Nam lựa chọn khi học ở Mason. Em sẽ nói tắt là Mason bởi vì cái tên gọi của trường nó có hai cách khi mà mình đọc tắt. Một là GMU, hai là Mason nha mọi người. Dạ rồi, thì mình đi vô cái phần location một tí xíu. Location hiện nay thì trường đại học George Mason nằm ở tiểu bang Virginia, mà mình hay nghe người ta hay gọi đó là khối thịnh vượng chung Virginia, Commonwealth of Virginia. Thì hiện nay trên toàn nước Mỹ chỉ có 4 tiểu bang đang được gọi là Commonwealth thôi. Thì trong đó em có thể thông tin cho các anh chị biết một tí xíu rất là nhanh, đó là Virginia, Kentucky, Massachusetts và Pennsylvania là 4 tiểu bang duy nhất tại Mỹ còn được gọi là Commonwealth. Và hiện nay thì Virginia cũng rất là tự hào khi được gọi là the birthplace of the nation và mother of the resident.
Nghe cái tên thì mọi người có thể hình dung ra Model of the President, bởi vì hiện có tổng cộng là 6 vị tổng thống đang được chôn cất ở đây, và 8 ông đã được sinh ra tại Virginia, là nhiều nhất trong tất cả các tiểu bang của Mỹ. Thì trong 8 vị tổng thống được sinh ra ở Virginia thì có gần như là khoảng 5-6 vị là những tổng thống đời đầu của Hoa Kỳ, thì có rất là nhiều đóng góp trong việc đặt cái nền tảng cho cái Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ hiện nay. À, về Virginia, tại sao đó là một cái điểm đến cho sinh viên quốc tế, cho các nhà đầu tư? Thì đầu tiên, Virginia hiện nay đang được xếp trong top 10 những cái tiểu bang tốt nhất tại Hoa Kỳ theo cái tiêu chí của US News World Report. Cái tiêu chí này thì nó sẽ dựa trên education, giáo dục, kinh tế, khoa học kỹ thuật và y tế cộng đồng, rất là nhiều cái chính sách khác. Và đây cũng là một tiểu bang được đặc trưng cho những cái lĩnh vực liên quan đến business và liên quan đến kinh doanh công nghệ thông tin. Do đó đây là hai cái nhóm ngành mũi nhọn của trường đại học George Mason hiện nay, đó là School of Business, khoa kinh doanh, và College of Engineering and Computing, là khoa kỹ thuật, là hai cái khoa gọi là khoa đi đầu, khoa chất lượng cao của trường. Và đó cũng là định hướng mà các bạn sinh viên quốc tế khi mà nhắc đến George Mason thì các bạn sẽ chọn hai cái nhóm ngành này là nhiều nhất. Và bên cạnh đó thì George Mason như mọi người thấy nó nằm rất là gần so với Washington DC. Ở đây thì các bạn sinh viên chỉ cần bắt một cái chuyến xe bus, một cái chuyến metro màu cam là hoàn toàn là free, thì các bạn có thể đến được DC. Thì để đi từ campus chính của trường là ở Fairfax thì các bạn sẽ đi khoảng 30 cho đến 40 phút, 45 phút tùy cái lượng giao thông. Và nếu mà đi từ campus thứ hai của trường là campus ở Arlington thì nó còn gần hơn nữa, nó chỉ mất khoảng 15 phút của các bạn thôi. Lý do tại sao cái vị trí này nó lại là vị trí đặc biệt, bởi vì như các bạn mọi người đã thấy là cái lượng di chuyển rất là dễ dàng như vậy, rất là gần như vậy, thì các bạn sinh viên ví dụ như học ở Virginia, các bạn có thể tận hưởng luôn những cái benefit, những cái thuận lợi của DC, coi như là cái những cái cơ hội của các bạn gần như nó được gấp đôi lên, nó được double lên. Và Virginia không đã mạnh rồi mà thêm DC ở bên cạnh nữa, có nghĩa là những cái gì mà mang lại cho các bạn thì các bạn gần như sẽ được double hơn so với những bạn các bạn sinh viên ở những khu vực khác. Và bên cạnh đó thì hiện tại thì ví dụ như nếu mà các bạn sống ngay trong trung tâm của DC chẳng hạn thì cái mức sinh hoạt phí sẽ rất là cao. Thì các bạn sống ở Virginia nó sẽ rẻ hơn, và mỗi ngày đi xe đến DC để làm việc, để thực tập rất rất là đơn giản. Và theo thống kê của Mỹ thì hiện nay ngay cả người dân Virginia thì 1/3 người ta cũng sống như vậy. Nên là người ta mua nhà, người ta sinh sống có gia đình ở Virginia nhưng mà làm việc thì họ lên thủ đô họ làm. Cái mức lương sẽ được áp dụng là mức lương của DC, nhưng mà cái living cost thì sẽ lợi rẻ hơn, thì đây là một cái điểm rất là quan trọng. Về sân bay thì mọi người không có cần phải lo lắng nha. Sân bay thì hiện nay sinh viên khi mà đến, cho dù các bạn học ở thành phố, đi từ thành phố Hồ Chí Minh, đi từ Hà Nội hay là đi từ thì các bạn cũng chỉ bay có hai chặng thôi. Một chặng là từ Việt Nam bay qua một nước châu Á, và cái đường nước châu Á đó thì các bạn sẽ bay thẳng đến DC luôn, các bạn không phải làm thủ tục và check out rồi check in bay những chặng bay nội địa, thì cái này rất là đơn giản. Và bên cạnh đó thì nếu mà các bạn học những cái chương trình của Intu thì các bạn sẽ được nhà trường đón sân bay miễn phí, rất là dễ dàng. Ở đây thì nãy giờ mình nhắc đến DC rất là nhiều, thì em ở đây thì em tin chắc là các anh chị khi mà tư vấn Mỹ thì quá quá là biết về DC, thậm chí là có nhiều anh chị còn đi du lịch Mỹ, đi DC nhiều hơn cả bản thân em nữa. Thì em chỉ nói qua một số cái con số của DC để cho các bạn thấy là đây là một cái vùng đất hứa, một cái miền đất hứa rất là lớn cho các sinh viên khi mà các bạn học xong. Bởi khu vực này là khu vực của nghề nghiệp, những nhóm ngành liên quan đến STEM, những cái hoạt động networking là cái xu hướng hiện tại để cho các bạn sinh viên có thể xin được việc làm dễ nhất. Đó là networking của những cái job seeker. Thì đây là nơi, và ngay cả trong trường George Mason thì trường cũng định hướng là thường xuyên dựa trên những cái tiêu chí, những ngành phát triển của DC, của Virginia, thì trường có đưa ra những cái tiêu chí đào tạo để giúp cho các bạn sinh viên khi mà học xong là các bạn đảm bảo sẽ được gọi là career ready, có nghĩa là sự nghiệp các bạn sẽ sẵn sàng. Đây, thì nói chung về Virginia thì chắc mọi người có thể hình dung, có nghe đến một cái khu gọi là cái hành lang công nghệ Dooley hoặc là Bắc Virginia. Thì hiện nay ba cái campus chính của trường George Mason đều nằm trong cái khu vực gọi là North Virginia, là hành lang công nghệ Bắc Virginia hết. Thì cái hành lang công nghệ này đang được xem là tương lai của nước Mỹ, nghĩa là trong cái khu vực Virginia rất là lớn thì tập trung những cái hoạt động chính, những cái phát triển nhất thì nó đang nằm trong cái khu riêng cái khu Bắc Virginia này, thì nó bao gồm cả DC nữa. Đây là một cái hub gọi là Business Technology Hub và là The Future of the US.
Ở đây thì em sẽ share ra ba cái campus chính. Hiện nay Trọng Mason có một campus ở Hàn Quốc, tuy nhiên mà chưa có tuyển sinh sinh viên quốc tế ngoài Hàn Quốc nên là em sẽ skip cái phần đó. Mình chỉ nói về ba campus chính của trường thôi. Thì campus đầu tiên mà mọi người nhìn thấy đó là campus ở Fairfax, thì đây là một campus theo cái hình thức college town nhưng mà rất là gần downtown. Campus thứ hai mà mình đang có là campus ở Arlington, là một cái campus mang tính chất rất là hiện đại, gọi là Metropolitan Campus. Và campus thứ ba của trường thì đây là một campus để tập trung cho các hoạt động về science và technologies, mình gọi là SciTech Campus, hoặc là nó còn có tên là Prince William hoặc Manassas. Thì đây là ba campus chính của trường tại khu vực Virginia, và bên cạnh đó thì trường có một cái số cái khu vực để sinh viên tập trung nghiên cứu khác. Thì ba campus này đều đặt tại ba cái khu vực mà có cái tên như đúng là tên campus của trường, và nó gọi là quận Arlington hoặc là quận Fairfax hoặc là quận Prince William. Đây là quận Fairfax và quận Arlington thì đang nằm trong top 10 quận có cái mức sinh thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước Mỹ hiện nay. Mức thu nhập bình quân của những người dân đang sống ở đây là trên 110.000 đô một năm. Do vậy là cái đời sống ở đây khá là high standard, tức là tiêu chuẩn rất là cao về mặt dân trí, về mặt an toàn, an ninh. Nên là khi mà có các bạn sinh viên đi học ở đây thì các anh chị sẽ khá là yên tâm. Cái mặt bằng dân trí ở đây rất là tốt và người ta có những cái an ninh nhất định trong trường, và trường George Mason từng được xếp hạng là một trong những trường đại học an toàn nhất tại Mỹ. Ở đây thì có cái video nhưng mà em không biết em có share tiếng nghe được không ta. Thì cái Em video này là không một nghe thấy chị ạ. cái Chị cái nó để chị ơi, chị bấm vô cái more ấy, xong rồi là mình mua hoặc là dạ. cái phần share sound á. Bấm vào cái ba chấm sau đó. Ok, rồi. Dạ. Thì đây là một cái video để giới thiệu hiện nay là tại tại khu vực Virginia mình đang có 22 công ty Fortune 500. Nhưng mà khi mà nghe đến Fairfax thì chắc mọi người thấy đây là một cái quận rất là lạ, chắc là một cái thành phố hơi nông nghiệp hay là hơi ngoại ô một tí xíu, nhưng mà không phải. Fairfax là hiện nay đang chiếm 11 công ty Fortune 500 trong toàn bộ 22 công ty của đặt tại khu vực này. Và đây là một cái định hướng phát triển rất là lớn, có nghĩa là các bạn không cần thiết các bạn phải học là xong là phải đi qua DC làm, các bạn vẫn có thể làm ở Fairfax hoặc là các bạn có thể làm ở khu vực Arlington vẫn được. Còn các bạn năng động hơn thì các bạn có thể lên DC, có nghĩa là mỗi cái khu vực đều tạo cho các bạn những cơ hội nhất định. Thì ở đây là những thông số, video này chắc em sẽ share sau đi, bởi vì nó nêm từng cái headquarter một, nhưng cái video thứ hai thì mình sẽ coi nó dễ hơn. Thì Fairfax như mọi người cũng thấy là nó đang tập trung rất nhiều về các công ty technology, cyber security và Fortune 500. Còn Arlington cũng tương tự như vậy. Arlington hiện nay là khu vực tập trung về digital, là một trong những cái thành phố đáng sống nhất tại Mỹ và là nơi dành cho thế hệ millennials. Millennials thì nếu mà nói thì nó tuổi nó hơi cao một tí rồi. Millennial bây giờ mình đang focus vào thế hệ Gen nhiều hơn. Nhưng mà thế hệ Gen thì em sure là ở đây thì cũng là một cái khu vực sẽ dành cho thế hệ Gen. Và lý do tại sao mình nói là ngoài Fairfax thì Arlington cũng là một nơi điểm đến rất là hot cho tất cả các bạn, đó là bởi vì Arlington sẽ là nơi đóng đô của cái headquarter thứ hai của Amazon. Nếu mà các anh chị đã có đến với cái headquarter đầu tiên của Amazon tại Seattle thì các bạn sẽ thấy là cái khu vực này nó sẽ còn hoành tráng hơn nữa. Và George Mason là trường có cái vị trí địa lý gần với chỗ Amazon nhất trong tất cả các trường đại học và cao đẳng ở khu vực Virginia. Từ khuôn viên của George Mason mà đi đến đây thì chỉ mất có 6 cây số thôi. Do vậy là để đón đầu những cái xu hướng về nghề nghiệp, về nhân lực mà Amazon đang cần thiết thì George Mason đã đang chạy rất nhiều dự án lớn. Trong đó đầu tiên là họ đã có hợp tác với Amazon để giảng dạy một số cái chứng chỉ về cloud computing. Đã có những cái chương trình hợp tác, ví dụ như đầu tiên là trường đã có những cái hoạt động đổi tên của khoa engineering thành một cái để nhấn mạnh cái tầm quan trọng của computing. Trường cũng đã xây dựng một cái viện liên quan đến phát triển cải tiến kỹ thuật số. Rất rất nhiều cái dự án đang được xây dựng để có thể cung cấp nhân lực cho Amazon, bởi vì theo Jeff Bezos ổng hứa là đến năm 2025 là khi mà Amazon hoàn tất cái xây dựng cái tòa nhà The Helix này thì sẽ tạo ra khoảng 25.000 cơ hội việc làm trong vòng 10 năm. Thì nơi đâu để trường để là sẽ là cái feeder, sẽ là cái nơi cung cấp cái cơ hội việc làm, cái nhân lực lành nghề, những cái nhân lực tay nghề cao cho Amazon. Đó chính là những trường đại học trong vùng.
Thì Transbase là nơi có cái lợi thế cao nhất, và trường đang làm rất nhiều cái project để cho Amazon thấy là đây là một nơi béo bở để anh có thể đầu tư vào, và đồng thời anh sẽ đảm bảo được là học sinh của sinh viên của trường khi tốt nghiệp ra chắc chắn là có công việc làm. Cái chiến thắng mà của cái khu vực này mà để Amazon chọn làm cái location cho cái headquarter thứ hai là theo em đọc là khoảng chiến thắng khoảng 20 những thành phố lớn khác trên toàn nước Mỹ để cuối cùng là đi vô vòng chung kết là Arlington, Alexandria và khu vực còn lại là khu vực Long Island của New York. Thì cuối cùng là Arlington đã chiến thắng, thì đây là một cái bức tranh rất là rõ cho các bạn sinh viên về mặt nghề nghiệp sau khi học xong đến từ cái location. Các bạn sẽ có Fairfax nè, các bạn sẽ có Arlington là hai cái county rất là lớn trong khu vực, và các bạn sẽ có Amazon. Đi xa hơn một chút xíu là các bạn sẽ có Washington DC. Cơ hội đến với các bạn là rất là nhiều, thì có thể coi đây đó là một miền đất hứa cho các bạn sinh viên sau khi học xong. À, đó đó là nói về location, thì em muốn show cho mọi người một số hình ảnh về các campus của trường một tí xíu. Đây là campus Fairfax của mình trong những ngày mùa xuân và mùa thu rất là đẹp. Thì trong campus Fairfax thì mình sẽ có cái building của Intu. Intu Mansion thì đây là cái building được trang bị những cái cơ sở vật chất tốt nhất và hiện đại nhất trong tất cả các building của trường. Building này thì là tưởng đặt được đặt tên là Angel Cabrera, là tưởng để tri ân cái vị president lâu đời nhất và cống hiến cho trường rất là nhiều, thì đây là tưởng nhớ cái công ơn của ông, nên cái tòa nhà building này cũng được đặt tên theo tên của ông. Rất rất nhiều những cái tòa nhà hoặc khoa của Mason sẽ được đặt tên theo những người đã có những cái công lao đóng góp cho nhà trường. Campus thứ hai như mọi người thấy rất là hiện đại và gần với Amazon, đó là campus ở Arlington. Campus thứ ba là campus ở Manassas hay còn gọi là Prince William. Đây là campus chuyên về nghiên cứu. Dạ rồi, thì em đi qua phần location. Nếu mà các anh chị có câu hỏi gì thì mình cứ để trong cái chatbox, chút nữa thì em sẽ quay lại cho phần trả lời ạ. Mình đi qua đến phần một số cái numbers về Transmission, thì mình đi theo số lượng trước. Thì trong mùa fall năm nay thì Transmission đã tạo ra một cái record mới, một cái kỷ lục mới về số lượng sinh viên đăng ký dù là Covid vẫn còn. Thì cái số lượng sinh viên đăng ký này nó sẽ bao gồm các bạn học on campus lẫn học online trong mùa fall. Thì hiện nay lượng sinh viên của trường đã reach đến một cái con số rất là cao, là trên 39.000, và trong đó là khoảng 2 phần 3 là sinh viên học chương trình cử nhân, và đến từ tổng cộng sinh viên của trường đến gần như là 130, gần như 135 quốc gia chính xác là và 50 tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Bên cạnh đó thì cái lượng alumni là những cái cựu sinh viên của trường cũng rất là đông. Đây là một cái lượng alumni để sẵn sàng có thể hỗ trợ cho các bạn sinh viên đang học, sẵn sàng có những buổi chia sẻ, bởi vì những alumni này đa phần là 70% là họ sống trong vòng những cái khu vực gần trường, thì rất là sẵn sàng để support cho các bạn, hỗ trợ cho các bạn sinh viên đang học. Cung cấp cho các bạn những cái kinh nghiệm của những người đã đi trước để giúp các bạn có thể thành công trong cái sự nghiệp của mình. Thì đây là một số cái thông số về xếp hạng mà mình hay được các bạn học sinh hay hỏi. Thì em xin chia sẻ qua là hiện nay Transmission đang được xếp hạng là trường đại học trẻ tuổi hàng đầu tại Mỹ theo tạp chí là The Times Education, hạng cao nhất trong số tất cả các trường đại học của Mỹ, và Transmission tính đến năm nay là 49 tuổi. Trường được chính thức thành lập là năm 1957, nhưng lúc đó là một nhánh của hệ thống đại học Virginia. Đến năm 1972 thì trường được tách ra hoạt động độc lập và trở thành một trường four year college, four year university, và do đó là cái tuổi của trường mình sẽ tính từ năm 1972. Nằm trong nhóm một trong 131 trường đại học về nghiên cứu nhóm một tại Mỹ theo One Research. Về ranking của US News thì đây là cái thông số mà cập nhật mới nhất. Tính từ cái cập nhật này của mình sẽ là cập nhật ngày 13 tháng 9 năm 2021, thì hiện nay là Transmission đang là trường đại học công lập hạng 67, về Diversity là top hạng 21, và Innovative là những trường đại học cải tiến thì nằm trong top 20 của Mỹ. Về phân khúc khoa thì ở đây em liệt kê những cái khoa chính mà có liên quan đến sinh viên Việt Nam, là Business cho cử nhân, chương trình cử nhân, bậc cử nhân, Engineering bậc cử nhân và Graduate bậc thạc sĩ ở bậc khoa kỹ sư thì đều nằm trong top 100. Ở đây có ba cái khoa mà em không có liệt kê ra đâu, cũng nằm trong top rất là cao, đó là Education và Law. Hai cái khoa khác là Luật và Education thì cũng nằm trong top 100 của Mỹ. Tuy nhiên do chương trình Luật của Transmission là một chương trình rất rất là kén chọn, học sinh phải khá là outstanding mới có thể nộp hồ sơ vào trường và chỉ đi được lộ trình direct, nên tạm thời trong buổi ngày hôm nay thì em không nói về Luật. Nếu mà
Sau này thì các anh chị mà có những cái inquiries liên quan đến luật mà học sinh học rất là tốt thì có thể liên quan contact với Yes Education thì em sẽ support thêm trên cái nhóm ngành đó. Về những cái nhóm ngành liên quan đến ngành học thì ở đây mình sẽ có một cái ngành mà John Mason đang là trường đại học đầu tiên tại Mỹ cung cấp, đó là Bachelor of Cyber Security. Trường đại học đầu tiên của Mỹ dạy ngành này và hiện nay đang nằm là hạng 18 trên toàn US News and World Report. Computer Science cũng hạng khá là cao cho cả hai bậc cử nhân và thạc sĩ. Cái bảng mà xếp hạng chung của tất cả các ngành thì em sẽ share cho mọi người sau, thì khá là nhiều ngành Engineering, Science, đặc biệt là ở bậc thạc sĩ của trường thì đều nằm trong top 100 của nước Mỹ. Một số các accreditation thì ở đây em tin chắc là mọi người sẽ rất là quen với lại ASCSB hoặc là ABET cho chương trình Business, chương trình Engineering, thì em muốn liệt kê một số cái chuẩn khác mà các trường hiện nay đang có. Ví dụ mình đang có chương trình đào tạo về âm nhạc thì mình sẽ có cái chuẩn là NASM, hoặc là mình có về luật, mình có về computer game design thì trường đang nằm trong top 50 của Mỹ thì cũng được chuẩn hóa theo những cái yêu cầu về design. Chương trình public health của trường đang nằm trong top 100. Chương trình nursing của trường cũng nằm trong top 100. Healthcare management cũng như vậy, và psychology, social work đều là những cái ngành có xếp hạng rất là cao trong top các bảng xếp hạng của Mỹ. Về khoa thì hiện nay John Mason đang có tổng cộng 10 khoa giảng dạy, trong đó có khoảng 200 chuyên ngành đào tạo, 80 gần 80 chương trình cử nhân và còn lại các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Thì ở đây là cái chữ màu vàng mà em đang hiện ra cho mọi người xem, đó là những cái campus mà các bạn sinh viên sẽ học, là các bạn sẽ có những cái server bus hoàn toàn free, các bạn sẽ di chuyển giữa các campus nhưng mà các bạn có lớp. Ví dụ các bạn học ở Fairfax xong các bạn lên xe đi qua Arlington học cái lớp kế tiếp, thì bên trường cũng sẽ hướng dẫn, advisor sẽ hướng dẫn các bạn lấy lớp như thế nào để cho phù hợp với cái giờ học của mình để mình dễ dàng di chuyển. Thì từ mỗi cái building mà các bạn học để bước chân ra được cái shuttle bus, cái trạm xe bus ấy, thì khá là gần, chỉ khoảng 5 phút đi bộ thôi. Và các campus thì cách nhau cũng không xa lắm, khoảng 15-20 phút, thì trường cũng sẽ cung cấp những cái giao thông, những cái đi lại hoàn toàn miễn phí cho các bạn sinh viên. Nếu mà các bạn, em có một lưu ý khá là nếu mà các bạn học chương trình Intu á, thì trong cái chương trình Pathway của Intu thì các bạn sẽ học toàn bộ những cái môn liên quan đến tiếng Anh và kỹ năng của Intu tại campus ở Fairfax. Còn lại nếu mà cái môn học chính của các bạn là những cái môn học mà lấy tín chỉ mà nó học ở Arlington hoặc là ở Manassas thì các bạn sẽ học những cái môn chính đó tại campus kia, có nghĩa là không phải học trọn vẹn chỉ ở Intu không. Các bạn sẽ học khoảng 50% hoặc 60% gì đó ở Fairfax, và sau đó thì những cái môn chính để lấy tín chỉ thì các bạn đi qua những campus khác, cũng giống như những bạn học sinh học direct mà thôi. Ở đây là total những cái chương trình programs của trường, thì cái này là một cái mà mình được screenshot từ trên cái brochure. Em sẽ đi qua rất là nhanh, thì mình sẽ có một em sẽ nói đến hai cái khoa chính hiện nay của trường mà thôi, đó là School of Business và Engineering, và đồng thời là có một số cái ngành hot thì em sẽ liệt kê ra. Nếu mà các anh chị trong quá trình tư vấn mà cần thêm thông tin của những nhóm ngành nào thì có thể contact với Yes Education, thì Tiên sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các anh chị về mặt info, ví dụ như là yêu cầu đầu vào, deadline, bởi vì chương trình thạc sĩ ở trường này thì mỗi khoa, mỗi ngành là một yêu cầu đầu vào khác nhau, một mức giá khác nhau, một cái deadline khác nhau. Nên là mọi người đừng có ngại, mọi người cứ đưa yêu cầu cho Yes thì Tiên sẽ gửi cái info rõ ràng cho các anh chị. Thì mình sẽ đi vô cái đầu tiên là chương trình Business, thì đây là cái khoa mũi nhọn nhất của trường Đại học John Mason. Chương trình Business của trường thì được ASCSB công nhận cho cả hai nhóm ngành, đó là Business và Accounting. Xin lưu ý với mọi người một tí xíu là Accounting thì hiện nay trên toàn thế giới chỉ có 25% các trường trong nhóm mà được công nhận bởi Business, được kiểm định bởi Business thì được kiểm định cho cái chương trình Accounting này. Đó, thì mọi người lưu ý một tí xíu. Và bên cạnh đó có một cái hơi hơi buồn là John Mason không có đi theo trend của thị trường hiện nay, đó là tất cả các chương trình business của trường chỉ đơn thuần là business, no STEM. Sorry là em phải nhắc cái vấn đề này, bởi vì em thấy là các xu hướng các bạn sinh viên hay quan tâm đến STEM nhiều. Thì tại sao thị trường lại tự tin với cái phần này, thì để hỏi là tại sao trường không đăng ký STEM thì em xin lỗi là em không trả lời được, bởi vì đây là một cái định hướng từ rất là lâu của trường, họ để nguyên như vậy. Thì đối với cái chương trình này thì mình là không STEM, nhưng mà trường chọn Mason với cái vị trí địa lý của mình
với những cái dịch vụ, những cái service để hỗ trợ sinh viên thì trường tự tin là các bạn sinh viên chỉ cần OPT 1 năm cũng đủ cho các bạn để thành công trong cái sự nghiệp của mình. Cái này là em đang nói về sinh viên quốc tế chứ không phải sinh viên bản xứ không. Nói là trường tự tin là chỉ cần học với trường với những cái chuẩn bị của trường Translation thì các bạn sẽ có thể thành công với 1 năm OPT của mình trong việc kiếm việc, có việc làm và có thể có những cơ hội làm việc lâu dài và định cư tại Mỹ. Thì một số cái ngành ở trong này mình có thể liệt kê về thứ hạng, đó là mình có Accounting mà Master Management của trường thì vị trí rất là cao. Ở đây em có một cái lưu ý mới, là cái một cái lưu ý là cái chương trình này, chương trình business của trường Chọn Mason thì cái yêu cầu về tiếng Anh cho cái level học thạc sĩ sẽ cao hơn một số cái chuyên ngành khác, đó là cái GPA, cái tiếng Anh của họ IELTS thì họ sẽ yêu cầu ở mức là 7.0. Thì cái này em sẽ share một cho mọi người cái file về những yêu cầu đầu vào mới cập nhật gần đây để cho các anh chị dễ tư vấn. Thì nhưng mà có lưu ý là 7.0. Trong số đó thì có hai chuyên ngành sẽ yêu cầu mình phải có kinh nghiệm làm việc, đó là chương trình MBA và chương trình thứ hai là chương trình Master of Science về Real Estate Development. Thì sẽ đòi là 2 năm kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên là không cần các bạn phải làm ở vị trí quản lý, không cần các bạn phải làm trong lĩnh vực kinh doanh. Các bạn chỉ cần có làm 2 năm full time là được. Rồi. Cái khoa thứ hai, hiện nay thì cái khoa này xin đọc, mọi người nếu mà mọi người đọc brochure thì mọi người sẽ thấy nó sẽ có tên là Vauvenau School of Engineering. Tuy nhiên hiện nay Vauvenau School of Engineering đã được kết hợp với lại Department of Computing để tạo ra một cái khoa hoàn toàn mới của trường, đó là College of Engineering and Computing. Thì như hồi nãy em có đề cập, đây là một cái xu hướng phát triển mới của trường Chọn Mason, cũng để cung cấp được cái nhu cầu nhân sự và nghề nghiệp cho Amazon, bởi vì Chọn Mason tự hào theo thống kê của Cục Quản lý Giáo dục của Virginia thì Chọn Mason là nơi đang đào tạo nhiều nhân sinh viên hoặc là nhân tài trong cái lĩnh vực computing nhất tại tiểu bang Virginia. Nghĩa là mỗi năm là trường là nơi là sản sinh ra nhiều lứa sinh viên trong cái ngành này nhiều nhất. Nên là những cái thế mạnh của trường nó cũng tập trung vô những cái mà định hướng phát triển đang có theo định hướng của Amazon, của Virginia và của DC. Cụ thể như ở đây mọi người có thể thấy là cyber security. Cyber security là một cái vấn nạn rất là lớn trên toàn cầu. Tấn công tin tặc thì đặc biệt ở những nơi mà có những cái head office rất là nhiều, những công ty lớn, những cái tập đoàn về chính phủ, về communication thì cái nhu cầu này còn còn quan trọng hơn nữa. Và điều đó dẫn ngược lại đến cái nhu cầu đào tạo nghề. Cái cầu nhiều quá thì bên này nó sẽ cần cái cung cấp. Thì do vậy Chọn Mason đang cung cấp những cái nhóm ngành này là nhiều nhất và mạnh nhất trong thị trường hay trong khu vực này hiện nay. Một cái nhánh ngành thứ hai đó là Data Analytics. Em xin lưu ý với các anh chị là Data Analytics ở trường Chọn Mason thì cái background mà yêu cầu khá là dễ. Mọi người có thể tuyển sinh viên trong cái nhóm ngành này. Hiện nay sinh viên Việt Nam đang học nhóm ngành này cũng khá là nhiều. Nhóm ngành này tại sao em nói dễ là bởi vì rất là nhiều trường ở Mỹ khi mà tuyển cái nhóm ngành về data sẽ có yêu cầu các bạn phải có những cái kiến thức nền về khoa học dữ liệu, ví dụ như Python, Pyramid, những cái lập trình chẳng hạn. Nhưng đối với Chọn Mason thì cái chương trình này trường sẽ không có nhất thiết các bạn phải có những cái kiến thức đó. Các bạn chỉ cần có background tốt nghiệp những chương trình liên quan đến Business Engineering hoặc Computing và các bạn sẽ có học một số môn về Calculus, Algebra là những cái môn tính toán hoặc là thống kê trong chương trình đại học của mình thì các bạn có thể nộp đơn để học Data Analytics. Và trong cái phân nhánh Data Analytics của trường nó sẽ có liên hệ đến Business Analytics. Thì thay vì ví dụ như nếu mình học MBA trong Business Analytics thì các bạn không có STEM, thì nếu mà những bạn nào mà thích đi theo hướng về kỹ thuật nhiều hơn thì các bạn thay vào đó có thể chọn Data Analytics và các bạn đi theo cái concentration là Business Analytics thì là một cái định hướng rất là mới ở đây. Một số ngành mà em có thể liệt kê ví dụ như Bioengineering, Computer Engineering, Civil, Infrastructure và Industrial Engineering cũng là những cái ngành mà trường đại học này xếp hạng rất là cao. Thì bên cạnh những cái hai cái khoa chính thì ở đây em có liệt kê một số cái nhóm ngành khác. Mọi người có thể nhìn thấy là em đang để nó có hai màu đậm và nhạt đó, thì là có chủ đích. Thứ nhất là cái đậm là những cái nhóm ngành STEM và nhạt là những cái nhóm ngành non STEM. Thì ở đây mình sẽ có Business Accounting là những nhóm Economics là trường đại học Chọn Mason có hai giải Nobel.
Music thì trường hiện nay đang dạy rất nhiều cấp độ music và bao gồm cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Trong đó là bao gồm cho các bạn có thể học kỹ năng viết nhạc nè, các bạn có thể học kỹ năng trình diễn và thậm chí các bạn có thể học một cái gọi là music technology là kỹ thuật về âm nhạc. Ví dụ như mình học để làm DJ hay gì đó thì ở đây trong cái chương trình này thì trường cũng nằm trong top những cái trường đào tạo về music tại Mỹ và các bạn sinh viên sẽ có rất là nhiều cơ hội được đi lưu diễn ở những cái khu vực lân cận. Communication cũng tương tự. Communication thì hiện nay là Johnson đang nằm trong top 100 trên toàn nước Mỹ theo bảng xếp hạng của QS và Public Administration thì mọi người yên tâm là do ở khu vực này thì những cái ngành học này nó đang rất là hot. Và Conflict Analysis Resolution cũng tương tự như vậy. Cái đối với ngành Conflict Analysis Resolution thì trường có một KOL rất là nổi tiếng ở cộng đồng nước ngoài, đó là cháu cháu nội của Nelson Mandela. Thì bạn đó cũng học ở chương trình tiến sĩ, cũng theo học chương trình tiến sĩ về nhóm ngành này tại Johns Hopkins. Về STEM thì em có thể liệt kê như mọi người đã thấy á, mình sẽ có những cái nhóm ngành ví dụ Computer Game Design là top 30 tại Mỹ nè. Mình có những cái ngành liên quan đến thống kê thì đây là một cái lĩnh vực mà bất cứ cái công ty hay là cái lĩnh vực nào cũng đang rất là cần những cái người làm những cái chuyên viên về thống kê và mức lương của thống kê hiện nay gần như là rất là cao. Và tỷ lệ thất nghiệp của những nhóm ngành liên quan đến thống kê hoặc là dữ liệu tại Mỹ là theo BLS là gần như là không có, đặc biệt là tại khu vực Virginia và DC. Telecommunication là viễn thông hoặc là những cái nhóm ngành liên quan đến bioengineering, neuroscience. Đây là những nhóm ngành đang được ưu tiên phát triển và đầu tư rất là nhiều cho khu vực này. Một số cái center research thì em sẽ share thêm cho mọi người tham khảo. Library thì library hiện nay là trường đại học Johns Hopkins mình sẽ có bốn cái library thì ba cái campus là Fenwick là mình sẽ có ở Fairfax, Arlington là ở campus của Arlington, Mercer là ở campus Manassas và campus và cái thư viện cuối cùng của trường là thư viện dành cho riêng những bạn học nhóm ngành về luật. Bởi vì ở đây thì các bạn sẽ có nhu cầu đọc và tìm hiểu thông tin nhiều hơn. Một số cái phòng lab cho các bạn trong quá trình học. Innovation lab là dành cho những bạn mà học về những cái nhóm ngành liên quan đến khởi nghiệp. Các bạn sẽ có đến đây sẽ có được nhiều cái hỗ trợ về mặt tư duy, về mặt lên ý tưởng, brainstorm đến từ những cái nhà khởi nghiệp trong khu vực hoặc là những cái bạn alumni sẽ có những cái buổi sharing tại cái Innovation Lab này. Một cái này rất là đặc biệt là nếu mà các anh chị có những bạn sinh viên mà đi học hay những cái nhóm ngành mà thích làm nghiên cứu Science Engineering thì các bạn đặc biệt ở bậc cử nhân thì mọi người có thể hướng sinh viên đến với Oscar. Bởi vì Oscar đây là một cái phòng nghiên cứu những một cái office dành riêng cho những bạn học chương trình undergraduate. Các bạn mà thích generate ra những cái ý tưởng mới nhưng mà các bạn không có người làm chung hoặc là không có mentor, không có chi phí thì các bạn có thể đến tới cái bộ phận Oscar này thì Oscar sẽ là nơi giúp cho các bạn tìm ra một cái người advisor hay mình gọi là mentor để hướng dẫn cho mình hoặc là tìm những người peer để cùng mình tham gia cái dự án đó. Và thậm chí là họ sẽ cho các bạn một số cái scholarship mình gọi là những cái fund để các bạn có thể biến cái ý tưởng của mình thành sự thật. Là bởi vì ở Johns Hopkins là trường không muốn các bạn giống như là mình cứ bị thụ động, mình có những ý tưởng nhưng mà bởi vì mình không được support thì mình sẽ cho cái ý tưởng nó biến mất hoặc là bị thui chột. Thì ở đây trường muốn tạo điều kiện cho các bạn để các bạn có thể tự sức vùng vẫy và thỏa sức cho cái phát triển, thỏa sức sáng tạo trong cái quá trình học của mình. Thì cái chương trình này trường chỉ dành riêng cho những bạn cử nhân thôi, bởi vì thời gian cử nhân của các bạn 4 năm thì đặc biệt là năm đầu, năm thứ nhất và năm thứ hai các bạn còn rất là nhiều thời gian dài, các bạn sẽ có những cái trải nghiệm. Thì đây là một cơ hội rất là tốt, vừa giúp cho các bạn có thể phát minh ra những cái mới mà vừa giúp cho các bạn sẽ có những cái cơ hội để làm đẹp hơn cái lý lịch của mình. Ví dụ như là những bạn học về khoa học hoặc là kỹ thuật khi mà các bạn đến với những cái activity, những cái research này thì các bạn sẽ có một cái CV đẹp hơn rất là nhiều khi mà các bạn tốt nghiệp. Thì đây cũng là một cách để trường có thể giúp cho các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho cái sự nghiệp nghiên cứu của mình trong tương lai. Thì hồi nãy giờ em nói rất là nhiều đến những cái career guidance và đây là một cái điểm mà trường Trọng Mason khá là rất là tự tin. Bởi vì là đối với trường Trọng Mason, đây là một cái biểu đồ mà trường sẽ mang đến cho các bạn sinh viên khi học tại đây. Các bạn sẽ có ngoài việc đương nhiên là trên lớp mình sẽ học để mình có được một cái tấm bằng earned degrees, nhưng mà bên cạnh đó cái bằng thời hiện tại trong thời buổi hiện nay là chưa đủ,
thì trường luôn luôn sự hỗ trợ cho các bạn bằng cách là có giúp cho các bạn có được experience. Experience này, kinh nghiệm này sẽ đến từ đâu? Kinh nghiệm này sẽ đến từ những cái capstone project mà các bạn học trong cái curriculum của mình. À, sẽ đến từ những cái chương trình internship, những cái chương trình thực tập, những cái hoạt động giống như cụ thể hồi nãy mình có những cái hoạt động Oscar, những cái bộ phận Oscar để hỗ trợ các bạn có thể làm những cái hoạt động research. Và rất là nhiều những cái tour để giúp cho các bạn đi kiến tập, đi thực tập ở những công ty không chỉ ở trong khu vực Virginia mà còn ở DC và những cái thành phố lân cận, những tiểu bang lân cận như là Maryland chẳng hạn. Và cuối cùng đó là hướng dẫn cho các bạn market yourself. Market yourself ở đây là những cái kỹ năng để các bạn có thể thể hiện được bản thân mình trong những cái buổi phỏng vấn, những kỹ năng để các bạn chuẩn bị interview, chuẩn bị những cái resume, lý lịch như thế nào, và những cái kỹ năng đó sẽ được thể hiện thông qua những cái buổi workshop, seminar, những cái buổi panel với lại các những cái nhà đứng đầu, những cái leader trong khu vực, trong cái ngành nghề mà các bạn học hoặc là alumni của trường. Và thậm chí các bạn sẽ có những cái buổi one to one consulting service là đến từ những cái bộ phận hỗ trợ sinh viên của trường. Thì như vậy với ba cái yếu tố này được đánh giá gần như mà trong đây mọi người thấy là cái experience được đánh giá gần như gấp đôi, thì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái sự nghiệp sẵn sàng ngay khi các bạn tốt nghiệp. Thì đây là trong đây em chỉ dẫn chứng một tí xíu là trong cái chương trình học thì bên cạnh những cái việc là các bạn phải lấy đủ tín chỉ, ví dụ cử nhân là 120 chẳng hạn, thì trong những cái tín chỉ đó thì trường sẽ khuyến khích các bạn lấy một số tín chỉ liên quan đến ngành nghề. Thì những cái tín chỉ này vừa giúp cho các bạn chuẩn bị cho cái sự nghiệp của mình mà vừa lấy được cái tín chỉ trong số những tổng 120 cho đến 128 tín chỉ để tốt nghiệp chương trình cử nhân. Thì cái này là một số cái môn học tham khảo. Và ở đây Chọn Mason có một cái rất là đặc biệt, đó là cái mình gọi ở đây cái cuối cùng, cái hình cuối cùng mà mọi người thấy đó là gọi là Lifetime Career Support. Là một khi bạn đã là sinh viên của Mason, cho dù bạn còn học ở Mason hay không, bạn vẫn được hỗ trợ về mặt nghề nghiệp. Trường cam kết sẽ hỗ trợ cho các bạn trong suốt quá trình từ lúc các bạn bắt đầu học cho đến suốt đời. Nên là nếu mà mình cần những cái hỗ trợ về nghề nghiệp, các bạn vẫn có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp của trường. Và rất là nhiều các activity, những cái nhiều hoạt động ở đây đang được tổ chức. Ví dụ như đây mọi người có thể thấy là internship nè, những cái career fair thì những cái career fair lớn một năm mà có khoảng 200 nhà tuyển dụng đến thì sẽ có hai lần tổ chức, một lần cho fall và một lần cho mùa mùa thu và một lần cho mùa xuân, thì có khoảng 200 nhà tuyển dụng sẽ đến trường trong vòng 2 ngày liên tục. Thì trước cái buổi đó thì các bộ phận career service họ sẽ rất là bận rộn bởi vì họ sẽ hỗ trợ cho các bạn phần resume nè, mock interview như thế nào, các kỹ năng cần sẽ như thế nào, kỹ năng sàng lọc, kỹ năng xếp hạng những cái công ty đến fair, ví dụ như những cái ưu tiên như thế nào để các bạn có thể có kết quả tốt nhất. Và rất nhiều sinh viên của trường là có thể có được cái cơ hội việc làm ngay sau cái career fair đó. Thì những hoạt động như vậy là thường xuyên được tổ chức, có lẽ là cái fair lớn thì khoảng hai cái một năm, và ngoài ra thì có những cái buổi nhỏ hơn, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho các bạn sinh viên để các bạn sẵn sàng cho phần nghề nghiệp của mình. Về mặt là những cái hỗ trợ thì trường sẽ hỗ trợ cho các bạn như thế nào, đương nhiên là trường sẽ hỗ trợ những cái counselor, là những cái người live trực tiếp hỗ trợ cho các bạn. Nhưng mà bên cạnh đó thì trường cũng có một số cái resource là app mà mình có thể, nếu mà các bạn các anh chị mà có tò mò hay là có định hướng thích tìm hiểu thì vẫn có thể tìm hiểu để mình có thể hỗ trợ định hướng tư vấn cho các bạn sinh viên, nếu mà mình có những cái kỹ năng liên quan hoặc là cho con cái của các anh chị. Thì ở đây em cũng liệt kê một tí xíu, ví dụ như là mình sẽ có cái MBTI này, là một cái bài test rất là phổ biến về cái personality của mọi người, hoặc là cái skill scanner driver. Em không có khuyến khích mọi người là chỉ dùng MBTI không nha. MBTI bị defend khá là nhiều. Thì mọi người có thể kết hợp skill scanner cộng với MBTI. Thì đây là một cái kết hợp rất là tốt để có thể định hướng được những nhóm ngành cho sinh viên. Thì trong đây bên cạnh đó là về mặt kiếm việc thì mình đang có Handshake, là một cái công cụ được rất nhiều trường đại học ở Mỹ sử dụng. CareerShift cũng vậy. Passport Career là mình sẽ kiếm việc ngoài nước Mỹ. Revenger là dành cho những bạn sinh viên mà thích làm những nhóm ngành liên quan đến computing và coding thì các bạn sẽ kiếm việc ở đây. Và Vault là một nơi để tập trung cũng như là cập nhật những cái xu hướng ngành nghề mới nhất trong thị trường. Thì đây là nơi mà trường sẽ khuyến khích các bạn sinh viên mình thường xuyên tham gia và tham khảo tại những cái trang này. Một số hình ảnh về những cái hoạt động mà em vừa chia sẻ ha, những cái career fair,
những cái panel hoặc là dịch vụ những tư vấn một một. Thì những cái dịch vụ tư vấn một một này các bạn sinh viên rất là đơn giản, các bạn chỉ lên trang web của cái career service, các bạn book appointment và nó sẽ hoàn toàn là miễn phí cho sinh viên trong quá trình học của các bạn và sau khi các bạn học xong, bởi vì đây là dịch vụ hỗ trợ suốt đời. Một số cái top employers của trường thì như mọi người thấy là bên tay trái nó sẽ là khu vực ở Virginia và mình chỉ cần băng cái qua cái con sông Potomac thì đó là khu vực DC và các bạn gần như là mình thấy cái bức tranh nó là double những cái cơ hội cho các bạn sinh viên. Thì khi mà thực tập hoặc là đi kiến tập hoặc là những cái nhà tuyển dụng mà đến với trường thì các bạn yên tâm là hầu như là cả hai khu vực họ đều đến chứ không phải chỉ có Virginia không. Thì các bạn có thể rất là dễ dàng tận dụng những cơ hội này để gặp gỡ một lần rất là nhiều những nhà tuyển dụng như vậy. Một số cái thông số về những sinh viên tham gia những cái hoạt động research và internship tại trường là hơn 70%. Nhưng mà người biết là những cái OPT cũng như vậy. Và đây là cái thống kê mới nhất trong cái dành cho những bạn sinh viên tốt nghiệp năm 2020 của trường. Đó là cái tỷ lệ các bạn có việc làm ngay khi tốt nghiệp là 84% và cái mức lương khởi điểm khá là cao so với mặt bằng chung của Mỹ là khoảng 65.000 đô. Thì trong 84% này thì khoảng rất là nhiều bạn làm đúng lĩnh vực mà các bạn đang được học. Và cái bức tranh ở dưới mọi người sẽ thấy là logo của những công ty mà đa phần là các bạn sinh viên của trường hoàn thành được làm việc tại đó. Thì như ở đây em nhắc lại là trường đại học John Mason luôn luôn khuyến khích và tìm mọi cách để hỗ trợ cho các bạn sinh viên là các bạn phải hoàn tất ít nhất là một chương trình thực tập trước khi mà tốt nghiệp để đảm bảo được gọi là một cái slogan của trường là career ready, sẵn sàng cho cái sự nghiệp trong tương lai. Speaker của trường thì speaker của trường cái hình bên tay trái ở phía góc dưới là cái hình em mới cập nhật nhất là gần đây là Phó Tổng thống Harris vừa mới đến trường John Mason để có những cái quảng bá cho cái gọi là ngày National Voting Day. Thì với vị trí địa lý rất là gần như vậy thì những cái speaker đến trường để give speech motivate các bạn sinh viên rất là thường xuyên. Và đây thì chắc là thích những bạn học International Relations hoặc Communication thì sẽ rất là yêu thích những cái hoạt động này. Student life thì như mình thấy là về mặt diversity thì trường rất rất là đông sinh viên đến từ nhiều nước nên là các bạn sinh viên không có cần phải lo lắng về mặt resume bị kỳ thị. Sinh viên Việt Nam của mình hiện nay trong trường là currently tính đến năm 2019 là khoảng gần 100 bạn. Và còn lại là sinh viên, mình sẽ có những sinh viên gốc Việt tại vì khu vực này khá là nhiều người Việt Nam. Người Mỹ gốc Việt ở đây rất là nhiều thì mình sẽ có thể thấy những bạn Việt Nam khác nhưng mà nói tiếng Việt lơ lớ thì đó là những người gốc Việt và đến từ những nước khác rất là nhiều nên là mọi người yên tâm là international student ở đây là khoảng hơn 5.000 sinh viên, rất là dễ cho các bạn kết bạn làm quen và rất là đa văn hóa sắc tộc. Về housing và resident life thì ở đây trường có khoảng 40 ký túc xá và một lưu ý là tất cả các sinh viên khi học chương trình cử nhân của trường ở năm đầu tiên, cho dù là học intu hay là học direct thì các bạn cũng phải ở trong ký túc xá. Trên thực tế là trường sẽ đồng ý cho xét ngoại lệ nhưng mình phải nộp đơn và các anh chị nhớ giùm em là đừng có guarantee cái phần này bởi vì khi mà nộp đơn thì bên trường họ sẽ evaluate và họ phản hồi lại. Nên là mình cứ nói cho học sinh ok em nộp đơn thì trường ok thì mình mới được quyền ở bên ngoài. Tại vì khu vực này thì có khá là nhiều người Việt và em có nhận được rất là nhiều bạn sinh viên là hay yêu cầu là cho em hỏi với người thân của em. Thì tùy case by case và cái availability của cái dorm thì mà trường sẽ quyết định cái phần này. Đây. Tại trường thì mình cũng sẽ có rất là nhiều dining hall, ba cái dining hall rất là lớn thì các bạn sẽ được áp dụng cái meal plan để quẹt thẻ và có cái bữa ăn của mình. Và bên cạnh đó thì có rất là nhiều cái nhà hàng. Trong cái quá trình học thì nếu mà bạn học ở campus Fairfax thì sẽ thích là thích cái con robot này. Thì đây là con robot đầu tiên, một trường đại học của Mỹ đầu tiên sử dụng robot để vận chuyển thức ăn. Thì đây là một cái sản phẩm mà John Mason order từ cái tập đoàn Starship để có thể vận chuyển thức ăn cho các bạn sinh viên. Khi mà mình hơi lười một tí xíu thì cái dự án này đã bắt đầu năm 2019 và hiện nay trong trường đang có khoảng 25 con robot này. Thì cái video này khá là vui nên em mang share cho mọi người xem nhé. Robot này thì bạn sẽ đi mua đồ ăn cho mình. Mình chỉ cần lên một cái app giống như Grab hoặc là Now tại Việt Nam, mình bấm nút thì và mình ví dụ mình order Starbucks thì bạn sẽ đi đến cửa hàng Starbucks bạn mua và bạn vận chuyển tại cái nơi mà mình đang đứng và đang làm việc học tập các bạn.
robot này thì nó đi hơi chậm một chút xíu. Hello, here's your delivery. Thank you. Have a nice day. À, rất là thú vị đúng không ạ? À, và một cái điểm mà em lưu ý nữa là hiện nay thì em nghĩ là các anh chị cũng rất là hay quảng cáo trên Facebook á. Thì nếu mà mình cần những cái video về Transformation thì mọi người cứ báo cho bên IV để IV có thể liên hệ với em. Bởi vì Transformation là một trong những trường làm video mà bản thân em rất là thích. Có nghĩa là họ làm không có dài. Họ ví dụ như chỉ có 1 phút giới thiệu về ký túc xá, 1 phút giới thiệu về bữa ăn, 1 phút, 2 phút giới thiệu về ngành nghề. Nó rất là ngắn nhưng mà cực kỳ là ấn tượng, sẽ giúp cho mọi người sẽ dễ làm những hành động advertising hơn. Cái cách nó làm nhạc cũng sẽ dập dìu rất là hay, thì sẽ thu hút các bạn sinh viên dễ dàng hơn. Nó khá là năng động theo cái tiêu chí của cái khu vực mà trường đang có mặt, thì nó sẽ giúp cho mọi người có phần advertising. Thì nếu mà các anh chị cần thì có thể nhắn cho em nhiều hơn. Một số cái hoạt động hiện nay trong trường thì có khoảng gần 500 những cái hội sinh viên. Và bên cạnh đó hồi nãy bên khi mà trường họ khuyến khích cái phần mở trong ký túc xá, thì em cũng nói một chút xíu là khi mà các bạn sinh viên của mình ở trong ký túc xá thì Transformation họ sẽ có một cái chương trình gọi là Learning Community. Learning Community này thì trường sẽ chia theo những cái nhóm ngành. Ví dụ như là thứ nhất là Learning Community về mặt academic, là các bạn sẽ được kết hợp với những bạn sinh viên thích những cái ngành học giống mình, những cái môn học giống mình. Cái thứ hai là họ sẽ kết hợp theo interest. Ví dụ như bạn thích nấu ăn, bạn thích dancing thì trường sẽ có những cái learning community đó. Và cái thứ ba là cái hobby của bạn. Thì những cái learning community này sẽ là cái cơ hội rất là lớn cho các bạn sinh viên tham gia những cái hoạt động nhiều hơn, có những cái experience, những cái trải nghiệm thực tế cho university life. Nên là nếu mà các bạn sinh viên của mình trong trường hợp mà có điều kiện và thật sự là mới đi học nước ngoài năm đầu tiên, thì em vẫn khuyến khích mọi người là cho dù có người thân đi chăng nữa thì vẫn khuyến khích các bạn sinh viên ở trong ký túc xá, bởi vì cái năm đầu tiên trong ký túc xá là cái năm rất là đáng nhớ, sẽ giúp cho các bạn trưởng thành hơn rất là nhiều. Nếu mà các bạn chăm chỉ, siêng năng, năng động tham gia những cái hoạt động mà trường tạo ra thì chắc chắn sau một năm các vị phụ huynh sẽ thấy con mình khác rất là nhiều khi ở Việt Nam. Cái này là em được một bạn sinh viên mà khi mà đi học một năm sau, bạn mẹ bạn nó quay lại nói với em là cảm ơn, là tại vì con thay đổi rất là nhiều khi một năm ở ký túc xá với cái việc là thường xuyên tham gia những cái hoạt động, những cái activity do trường tạo ra, thì người lớn và trưởng thành hơn rất là nhiều, có trách nhiệm hơn với gia đình, với bản thân mình nữa. Thì đây là một cái chia sẻ personal mà em muốn nhấn mạnh tới mọi người. Về transportation thì như hồi nãy em có nói sơ qua, thì em có đưa hình ảnh trở lại, đó là mình bên tay phải mình là hai cái Mason Shuttle Bus, các bạn có thể sử dụng để di chuyển giữa các campus của trường. Còn bên tay trái đó là cái City Bus, là các bạn sẽ đi ra thành phố, đi đến trung tâm của Fairfax, Wellington chẳng hạn. Và cái còn lại hồi nãy mình cái Metro màu cam là để mình lên DC. Thì đương nhiên có nghĩa là những cái hoạt động transportation này là các bạn hoàn toàn sử dụng miễn phí, không có tốn một cái mức nào hết, thì tiết kiệm cho các bạn trong quá trình học. Các bạn chỉ cần đưa cái ID card ra được. Một số cái app thì các bạn sinh viên cần phải có trong quá trình học tại trường. Tại Mason thì những cái hoạt động thể thao tha hồ cho các bạn tham dự, và các bạn có thể đi cổ vũ. Thì đây là những hoạt động mà các bạn khi vô cửa là hoàn toàn miễn phí. Trường tham gia rất nhiều đội thi đấu NCAA Level 1 tại trong khu vực, ví dụ là 22 đội. Các hoạt động nếu mà các bạn muốn chơi thể thao thì cũng có rất nhiều hoạt động. Các bạn sẽ có hồ bơi theo chuẩn Olympic và những cái fitness center rất là lớn, ba cái fitness center rất là lớn cho các bạn sinh viên có thể sử dụng để tăng cường sức khỏe của bản thân. Và bên cạnh đó, cái ban nhạc, mình có một cái bass band. Cái bass band này dịch ra tiếng Việt là cái ban nhạc mà cổ vũ trong các hoạt động thể thao, thì Transformation đang có cái ban nhạc được xếp hạng nhất trên toàn nước Mỹ. Thì đây là dành cho những bạn sinh viên mà thích đi cổ vũ, thích làm cheerleader, thích âm nhạc nhưng mà không cần học qua music của trường thì vẫn có thể tham gia các hoạt động này. Đây là một số cái cơ sở vật chất. Cái hình bên tay trái của mọi người đó là Eagle Bank Arena. Đây là cái sân vận động của trường đại học Transformation, có sức chứa 10.000 chỗ. Chính giữa là những cái cơ sở vật chất dành cho những bạn học những nhóm ngành liên quan đến performing arts, ví dụ như là dancing, music, theater tại trường. Và bên tay phải của mình đó là những nơi mà các bạn khi học khoa performing arts thì các bạn sẽ thường xuyên được những cái giảng viên, những cái cố vấn của chương trình sẽ dẫn các bạn đến đây để các bạn có những cái buổi biểu diễn, những cái buổi practice để nâng cao cái kỹ năng của mình trong những cái ngành rất là đặc thù này. Museum.
Rồi, em sẽ đi qua rất là nhanh phần admission để cho mọi người có thể Q&A, hình như em hơi bị cháy giáo án chút xíu. Ok, admission ở đây thì mình sẽ có hai cấp độ học. Đầu tiên là undergraduate. Undergraduate thì em sẽ chia ra thành hai đối tượng. Đối tượng đầu tiên là đối tượng freshman, là dành cho những bạn vừa tốt nghiệp trung học. Em lưu ý với mọi người, vừa tốt nghiệp trung học và chưa có một chương trình học nào ở cái bậc sau trung học hết thì mới được gọi là freshman. Thì mình sẽ có là vô thẳng là cái ô đầu tiên là các bạn sẽ cần có GPA 3.0, IELTS, TOEFL tương đương khoảng 6.5 hoặc Duolingo 110 thì các bạn có thể nộp hồ sơ vào thẳng chương trình cử nhân của trường đại học chọn Mason. Nếu các bạn có để điểm thấp hơn là ví dụ như GPA 2.3 hoặc là tiếng Anh thấp hơn thì các bạn sẽ học chương trình của INTU. Mình được gọi đó là chương trình International U1. International U1 này sẽ là một kỳ, hai kỳ hoặc ba kỳ tùy cái điểm tiếng Anh của các bạn sinh viên. Và mọi người lưu ý là cái biểu đồ này cho các bạn sinh viên thấy rất là rõ là cho dù học International U1 thì tổng thời lượng học của các bạn vẫn là 4 năm, y hệt như một bạn học direct. Về phần học bổng thì chút nữa em sẽ nói cụ thể hơn, nhưng mà chỉ cần các bạn sinh viên đạt đủ cái yêu cầu đầu vào của cái bậc đầu tiên, có nghĩa là GPA 3.0 và đủ điểm tiếng Anh thì các bạn sẽ lập tức được xét học bổng cho chương trình cử nhân của trường đại học chọn Mason. Hiện nay do là cái dịch COVID vẫn còn hoành hành nên là SAT, ACT không thể thi được ở rất nhiều nơi, nên tạm thời cho đến hiện tại trường đại học chọn Mason vẫn miễn cái yêu cầu về SAT và ACT cho các bạn. Dạ rồi, đó là cái phần học bổng. Chút nữa thì em sẽ nói sau, nhưng mà em nhắc ở đây là học bổng sẽ được tự động xem xét, không cần các bạn phải nộp thêm bất cứ document nào cả. Còn đối với chương trình của INTO, các bạn cũng có thể xin học bổng và các bạn cũng không phải nộp thêm document, nhưng các bạn sẽ trải qua một kỳ phỏng vấn. Phỏng vấn thì bởi những cái nhân viên của bộ phận admission của INTO hoặc là tại Việt Nam hoặc là ở đâu đó, thì cái đó thì nó sẽ tùy cái sự sắp xếp của bên INTO, nhưng các bạn sẽ có một buổi phỏng vấn. Còn đối với trường để vô thẳng thì các bạn chỉ cần nộp hồ sơ là đủ. Đối tượng thứ hai cho bậc cử nhân ở đây là mình đang có một cái lộ trình, em muốn nói một chút xíu về chương trình của INTO. Chương trình của INTO thì các bạn sẽ được chia theo stream để học, có nghĩa là chia theo nhóm ngành. Cái nhóm ngành này sẽ dựa trên cái ngành mà các bạn muốn học. Ví dụ như các bạn muốn học Computer Engineering thì các bạn sẽ học cái nhóm ngành gọi là Engineering, Computing và Statistics. Để từ đó các bạn sẽ được chuyển tiếp lên chương trình của Computer. Thì ở đây em chỉ có lưu ý một tí xíu là cái này trong brochure mình sẽ có, nhưng mà có lưu ý một tí xíu là sẽ có những cái ngành nó sẽ không có kỳ nhập học mùa xuân, hoặc là có những ngành nó sẽ có yêu cầu để các bạn chuyển tiếp từ chương trình của INTO lên cao hơn so với những ngành khác. Thì trong này mọi người thấy rất là rõ là do Business và Engineering là hai ngành mũi nhọn của chọn Mason, nên cái yêu cầu GPA khi mà chuyển từ chương trình INTO lên sẽ cao hơn những chương trình khác. Những chương trình khác chỉ cần 2.5 thôi, nhưng Business và Engineering sẽ cần 2.75, 2.85. Cái này thì đó là cái lưu ý của em. Cái đối tượng thứ hai mình đang có cho chương trình level cử nhân là một đối tượng khá là thu hút ở chọn Mason. Đây là một mọi người có thể nếu mà các anh chị có nhiều sinh viên học ở Mỹ hoặc là học chương trình cao đẳng cộng đồng đó, thì các anh chị có thể tuyển cho chọn Mason ở cái phân khúc này. Bởi vì là phân khúc này khi mà các bạn học đăng ký nộp vào chọn Mason học chương trình transfer thì các bạn vẫn được xét học bổng như bình thường, y chang những bạn học freshman. Thì cái điểm mà để direct transfer vô trường thì GPA không phải là 3 chấm nữa, chỉ có 2.85 thôi. Và nếu mà thấp hơn thì các bạn sẽ đi qua INTO. INTO sẽ có chương trình tên là UTP. Thì với cái chương trình Direct Transfer này, các bạn cũng được tự động xét học bổng. Và đối với chương trình UTP, again, nó là chương trình của INTO, thì các bạn sẽ qua một buổi phỏng vấn. Ở đây thì em có một lưu ý nhỏ, đó là nếu sinh viên của các anh chị học một chương trình gì đó ngoài nước Mỹ thì bắt buộc mình phải cho các bạn sinh viên làm đánh giá bảng điểm. Đánh giá bảng điểm thì ở đây em có liệt kê là mình sẽ thông qua các tổ chức được kiểm định bởi NACES. Thì trong này điển hình nhất mà em thấy ở Việt Nam mình hay sử dụng là ECE và WES là nhiều nhất, đặc biệt là WES. Thì cái chuyện đánh giá bảng điểm này thì mọi người có thể thuyết phục học sinh là yên tâm, khi mà đánh giá bảng điểm thì cái mình nhận được sẽ nhiều hơn. Bởi vì là trong kinh nghiệm gần đây là em thấy nhiều sinh viên Việt Nam khi nộp cho chọn Mason, thứ nhất là khi đánh giá bảng điểm cái GPA của bạn cao hơn so với GPA ở Việt Nam. Cái thứ hai là cái lượng tín chỉ mà đi các bạn được nhận là các bạn sẽ biết ngay từ đầu luôn, và trường sẽ trả lời cho bạn biết là bạn được
transfer bao nhiêu tín chỉ vào trường, còn học bao nhiêu tín chỉ. Và cái thứ ba là các học bổng các bạn được nhận sẽ cao hơn cái tiền các bạn bỏ ra khi đánh giá. Các bạn đánh giá mất 200 đô, nhưng mà cái tiền học bổng các bạn nhận được ít nhất là 5.000 đô trong một năm. Thì cái số tiền này đáng để mình làm cái evaluation. Và trên thực tế là có nhiều trường khi mà các cái nhiều bạn sinh viên khi mà không có những cái official evaluation này thì bạn qua bên kia học có cái lượng tín chỉ của mình nó bị trồi sụp so với cái đánh giá ban đầu rất là nhiều và làm ảnh hưởng đến cái bức tranh tài chính chung. Nên đối với Trọng Mason là trường muốn các bạn plan một cách rõ ràng cho các hoạt động học tập của mình. Nên là các bạn sẽ đánh giá bảng điểm, biết chính xác là mình được exam được transfer bao nhiêu tín chỉ, còn lại bao nhiêu tín chỉ, và mình sẽ biết luôn mình được học bổng bao nhiêu cho cái giai đoạn còn lại. Một lưu ý nữa là ví dụ gần đây là mình có học sinh ví dụ như là vừa tốt nghiệp mùa hè năm 2021, bây giờ chưa kịp đi mùa fall và các bạn muốn đi mùa xuân là tháng 1 năm 2022 tại Trọng Mason, thì các bạn sẽ nộp hồ sơ dưới dạng nào? Thì em xin trả lời luôn là các bạn nó sẽ nộp hồ sơ dưới dạng transfer. Nếu mà các bạn học đại học, đang học đại học ở đây nha, thì các bạn sẽ phải nộp hồ sơ dưới dạng transfer. Và trong cái hồ sơ đó các bạn sẽ nốt là các bạn đang học trường đại học gì, các bạn đang lấy những môn học nào. Thì khi mà trường họ xét hồ sơ, họ sẽ đưa ra cái quyết định là ok, với những môn các bạn đang học có thể chuyển điểm, có thể xét chuyển điểm được hay không. Còn nếu mà họ cảm thấy những cái môn này không chuyển điểm được thì họ sẽ không yêu cầu học sinh của mình chuyển điểm và họ sẽ đẩy các bạn học sinh ngược về freshman. Nhưng mà các anh chị bắt buộc phải khai, tại vì nếu mà mình không có khai, sau này có nhiều học sinh khi mà không có khai rõ ràng thì qua bên kia nộp hồ sơ freshman nhưng mà qua bên kia đòi trường xét chuyển điểm thì họ trường sẽ không làm chuyện đó. Dạ, đó là hai cái lưu ý của em. Rồi, thì mình sẽ đi qua một cái đối tượng thứ kế tiếp, đó là cấp độ thạc sĩ. Cấp độ thạc sĩ thì trường học Mason cũng sẽ chia thành hai đối tượng cho mọi người. Đầu tiên là mình sẽ có các bạn tốt nghiệp cử nhân 4 năm hoặc là bằng honors. Thì chương trình cử nhân 4 năm hay là bằng honors thì các bạn có thể nộp thẳng vào chương trình thạc sĩ của trường đại học Trọng Mason với điểm GPA là 3.0, IELTS 4 như trên hình em đang ghi đó là 6.5 đến 7 chấm tùy ngành. Và GMAT GA đang tạm thời được waive bởi vì COVID. Còn lại nếu các bạn có điểm thấp hơn thì các bạn sẽ đi qua lộ trình của INTO gọi là Graduate Pathway. Vậy thì nếu mà học một chương trình tốt nghiệp cử nhân hệ 3 năm không có honors thì như thế nào? Thì đây là lộ trình cho các bạn không có honors. Nếu các bạn học tốt nghiệp chương trình cử nhân 3 năm không có honors thì các bạn sẽ học một chương trình gọi là Graduate Bridge Pathway. Nó khác biệt ở chữ bridge thôi. Khác biệt ở chữ bridge là như thế nào? Là trong cái chương trình bridge này các bạn sẽ học hai môn ở level cử nhân, có nghĩa là ở level undergraduate, để các bạn có thể fill được cái gap mà theo trường là các bạn thiếu so với cái bằng của US system. Thì cái môn học này là môn gì thì các bạn chỉ biết được khi mà đến orientation mà thôi. Ví dụ, em tốt nghiệp chương trình Computer Science ở Việt Nam, em qua bên đó em học tiếp chương trình Data Analytics, nhưng mà em tốt nghiệp 3 năm chẳng hạn, thì trong cái ngày orientation, advisor sẽ ngồi làm việc ok với cái bằng Computer Science đây, những cái môn bạn đã học, thì bạn thiếu, bạn nên lấy môn A và B này để bạn có thể học lên cái chương trình Data Engineering tại Trọng Mason. Thì hai cái môn đó nó hoàn toàn không mang lại tín chỉ gì cho bạn hết, nhưng nó sẽ giúp fill được cái khoảng trống, nó giống như một cái cầu để bắt mình đi lên, bắt cầu từ cái chương trình mình đã học đến chương trình mình sắp học, nên nó gọi là bridge. Và trong cái chương trình bridge này mọi người cũng yên tâm là sinh viên sẽ được học hai môn của level thạc sĩ nữa, có nghĩa là hai môn của level cử nhân, hai môn của level thạc sĩ và bốn môn của chương trình về kỹ năng cũng như tiếng Anh. Thì hai môn mới level thạc sĩ đó sẽ được cộng khoảng 6 tín chỉ vô chương trình thạc sĩ chính thức của các bạn. Thì cái này thì trong cái file mà mọi người, em có thể share cho mọi người sau nếu có những học sinh mà muốn học chương trình này. Nhưng đây là lộ trình duy nhất cho các bạn học chương trình tốt nghiệp hệ 3 năm, ví dụ như là chương trình của Úc hay là chương trình của Singapore, thì đây là lộ trình duy nhất mà các bạn có thể đi qua. Các bạn không có cửa để đi thẳng, các bạn chỉ có thể đi qua chương trình bridge của INTO mà thôi. Về scholarship thì scholarship, học bổng, ở đây mình sẽ có học bổng direct entry. Direct entry thì em giải thích lại, direct entry là vô thẳng Trọng Mason, không liên quan đến INTO.
Thì ở đây mình sẽ có hai dạy hai cái mức học bổng là 5.000 cho đến 19.000 một năm áp dụng cho những bạn vừa xong trung học, hoặc 5.000 cho đến 12.000 một năm áp dụng cho những bạn chuyển tiếp. Còn lại tất cả những chương trình của Intu là bao gồm mà International G1, UTB, Graduate Pathway hoặc Graduate Bridge Pathway, thì học sinh của mình sẽ trải qua một buổi phỏng vấn để có thể bên trường có thể đưa ra được cái mức học bổng. Còn đối với cái direct entry thì hoàn toàn không có một buổi phỏng vấn nào hết. Các bạn chỉ cần meet entry requirement thì lập tức các bạn sẽ được xét học bổng. Minimum là 5.000, có nghĩa là ai cũng sẽ được 5.000 hết. Học bổng hiện nay thì em đang cập đến đến tháng 11 thì trường mới có học bổng mới cho fall 2022. Nhưng mà 90% thì nó sẽ giữ nguyên cái mức này. Nên là các anh chị cứ yên tâm để nộp cho học sinh của mình. Và đây là mức học phí. Living cost thì em không mention đến là bởi vì nó sẽ tùy theo cái nhu cầu của mỗi sinh viên. Thì ở đây cái khu vực này là một cái khu vực khá là đắt đỏ và high standard về living ở Mỹ, nên là mình có thể định hướng cho các bạn là một năm các bạn sẽ xài khoảng 20.000 đô là average. Và đây là cái mức học phí chưa trừ học bổng. Thì như bên bạn các bạn có thể thấy, các anh chị có thể thấy là một năm học undergraduate direct là khoảng gần 39.000 đô, và graduate ở bậc thạc sĩ thì nó là khoảng gần 29.000. Ở graduate thì nó sẽ có một cái đường link, trong đó sẽ có giá cho từng tín chỉ của từng khoa hoặc là từng ngành. Thì em có thể share với IV để IV có thể share với mọi người, bởi vì đối với chương trình thạc sĩ thì em sẽ refer là mình nên tư vấn theo giá từng credit thì nó sẽ chính xác hơn là cái average một năm. Bởi vì mỗi chương trình nó sẽ có lượng credit khác nhau, ví dụ 30, 33, 40 chẳng hạn. Nhưng mà chương trình cử nhân thì nó sẽ nó sẽ hiếm có sự sai lệch nhiều. Chương trình cử nhân này thì cái mức 38.750 này là mình đang tính trên 30 tín chỉ một năm, chưa trường học bổng ạ. Trời. Thì bây giờ mình đi ngược lại, đây là những cái thông tin mà mình đã đi qua, thì mình có thể thấy là tại đây tất cả những cái yếu tố mà sinh viên có thể lựa chọn học ở Mason, ví dụ innovative research, location, rất là nhiều thứ và các anh chị có thể định hướng. Thì những cái thông tin mà chắt lọc nhất, những cái numbers, những cái selling point của trường thì em đã có làm trong cái Vietnamese Guide flyer 4 trang gần đây, thì em cũng đã share với IV, thì chúng ta IV sẽ gửi đường link cho các anh chị để mình có thể gửi ra cho các phụ huynh để các dễ cho mọi người trong quá trình tư vấn và chốt sale hơn. Đây là một cái số thông tin về social media của trường. Dạ rồi, thì chắc là mình sẽ đi qua cái phần Q&A nhé. Cảm ơn chị Tiên rất là nhiều. Chắc là trong cái phần đợi mọi người các cái câu hỏi ấy, thì em có một câu hỏi của em về cái ngành Computer Science với lại Cyber Security ấy chị. Thì thường thì em thấy các cái khu vực capital, khu vực thủ đô của các nước lớn, ví dụ như là Mỹ chẳng hạn, thì cái nhu cầu về cái ngành này nó cũng khá là cao á. Thì trên cái kinh nghiệm của chị với những bạn học sinh Việt Nam học những cái ngành này á, thì cái cơ hội cũng như là cái sự cạnh tranh của ngành này ở khu vực DC với lại khu vực ví dụ như khu vực quanh Arlington hoặc là Fairfax thì như nào ạ? Chị mới đọc cái notes của IV trong cái chat thì chị cảm ơn em, là tại vì rất là nhiều người bị lầm là cái tàu năm cái lầu năm góc là nằm ở DC. Hôm bữa có một bạn tư vấn còn hỏi chị nói lộn hả? Lầu năm góc đúng là ở Virginia nha mọi người. Thì quay lại với cái câu của IV vừa hỏi á, thì tại sao mà chị nói là cho Mason đang tập trung phát triển những nhóm ngành Computer và Cyber Security. Đương nhiên là cái mức độ cạnh tranh ở khu vực này rất là nhiều, nhưng mà bù lại là cái cơ hội mà các bạn được tạo ra ở khu vực này cũng khá là nhiều hơn so với những khu vực khác. Tại sao? Tại vì thứ nhất là mình thấy là các công ty lớn, những cái tập đoàn lớn họ đều đặt ở đây rất là nhiều, những cái headquarters đều đặt ở đây. Những cái tòa nhà chính phủ, những cái công tập đoàn về công nghệ thông tin mọi thứ. Thì hiện nay em thấy là cái lĩnh vực cyber security nó không chỉ liên quan đến chính phủ không, mà nó rất là nhiều thứ. Ví dụ như là các công ty cũng cần cái phần bảo mật, rồi những cái hacker liên liên tục họ làm,
Nên là cái nhu cầu mà để phát triển cho những cái nhóm ngành này nó đến từ những cái tập đoàn càng lớn thì càng cần cái nhu cầu này nhiều. Nên là sinh viên gần như là các bạn, cái mức độ cạnh tranh đương nhiên là khó, là bạn phải giỏi. Nhưng mà cái cơ hội mà để cho bạn giống như là một cái rổ để cho bạn có thể chọn những cái cơ hội mà nó có thể đến với mình, nó đổ về phía mình, nó sẽ nhiều hơn ở những khu vực khác. Và thậm chí một cái điểm nữa là có những bạn sinh viên, các bạn không nhất thiết là học xong phải ở lại Mỹ, các bạn muốn về Việt Nam chẳng hạn, thì đây cũng là một nhóm ngành hot tại Việt Nam. Bởi vì nếu mà mình có theo dõi những cái hoạt động về cyber security tại Việt Nam thì gần đây là mỗi năm Việt Nam đều có một cái gọi là cyber security summit, là để nêu ra những cái vấn nạn đang diễn ra tại Việt Nam trong những cái lĩnh vực này. Thì cyber security là một cái mà cũng được chính phủ của mình đưa vô trong cái việc đang phát triển và đi theo cái xu thế của cái những cái lĩnh vực hiện đại. Thì do vậy là cái cơ hội mà các bạn đang có, tại vì những cái ngành nghề này là những ngành liên quan đến cái knowledge, cái experience, nó không có cần phải liên quan đến ngôn ngữ hay không cần phải ở một cái quốc gia nào cố định, nên là ở Mỹ các bạn cũng sẽ có cơ hội. Và đặc biệt khu vực của trường đại học John Mason, hoặc là các bạn có thể về Việt Nam, các bạn có thể đi những nước hiện đại khác, thì cái nhu cầu này nó không có bị ảnh hưởng nhiều. Nó là gần như là nó sẽ giống nhau ở nhiều nơi. Nào. Không biết là mọi người còn có câu hỏi nào nữa không ạ? Cảm ơn chị Tiên rất là nhiều. À đây, trường có học bổng có. Dạ không sao chị. Chắc là chị Tiên ơi, chị quay lại một vài slide về cái phần học bổng cho mọi người có thể coi lại được không ạ? Là mọi người Dạ không yên tâm nha, em em sẽ gửi lại cái PPT của chị Tiên cho mọi người có thể coi đầy đủ sau cái buổi webinar ngày hôm nay ha. À, em xin nhắc lại ha, về chương trình học bổng một tí xíu là mình đang có hai dạng học ở trường John Mason. Là một là mình học direct, có nghĩa là mình vô thẳng chương trình của John Mason thông qua những cái chương trình lộ trình của Intu. Thì cái chương trình direct này hiện nay là trường chỉ cấp học bổng cho đầu vào cho bậc cử nhân thôi. Còn những bạn mà học thạc sĩ thì các bạn phải làm những cái, ví dụ như các bạn họ apply cho những vị trí làm assistantship chẳng hạn, thì các bạn sẽ có lương, có học bổng trong quá trình học, còn đầu vào thì không có. Đối với chương trình cử nhân direct của trường thì các bạn sẽ có học bổng tối thiểu là 5.000. Nếu mà các bạn học vừa xong trung học thì các bạn sẽ được xét duyệt dưới dạng freshman, thì các bạn phải có mức học bổng tối đa là 19.000 một năm. Từ 4 năm là mình sẽ thấy là 76.000. Thì em có để trong cái quảng cáo, cái flyer của Việt Nam, tiếng Việt của trường John Mason là học bổng lên đến 76.000 cho chương trình cử nhân là như vậy. Đối tượng thứ hai là những bạn học transfer từ cao đẳng cộng đồng, từ các trường đại học khác, các trường cao đẳng khác tại Mỹ, tại các nước, thì các bạn sẽ nhận được mức là 5.000 cho đến 12.000 một năm. Một năm này thì mình sẽ dựa trên những năm còn lại. Ví dụ như là học sinh của chị được chuyển tiếp một năm qua thì mình sẽ còn học 3 năm ở trường Mason thôi, thì tương đương với cái học phí của bạn tối đa là 36.000 cho 3 năm. Còn lại nếu các bạn sinh viên theo học chương trình Pathway thì mình sẽ có một cái buổi phỏng vấn với đại diện của Intu Regional Office, thì sẽ đưa ra cái mức học bổng cho các bạn cho chương trình Pathway. Ở đây thì em lưu ý một tí xíu là học bổng Pathway và học bổng Direct là không thể combine, không thể kết hợp lại với nhau. Có nghĩa là không phải là bạn học Pathway năm đầu tiên xong năm sau bạn sẽ được 15.000 cho một năm, thì không phải như vậy. Nếu mà bạn học chương trình Pathway thì bạn chỉ có hai dạng học bổng thôi. Một là học bổng đầu vào. Học bổng đầu vào có nghĩa là lúc mà bạn bắt đầu chương trình Pathway, ví dụ như Regional Office offer cho bạn 10.000 cho cái toàn cái chương trình Pathway 2 kỳ chẳng hạn. Sau đó khi mà bạn được cái điểm GPA theo cái bảng ở trên này, ví dụ bạn được GPA 3.0 cho cái chương trình Pathway, thì bạn sẽ được nhận thêm 6.000 học bổng khi mà bạn progress thành công lên chương trình chính. Đó là hết rồi, là bạn không được học bổng gì nữa sau đó. Trong quá trình học thì nếu mà bạn có những tham gia những activity gì đó của khoa của trường thì bạn có thể học là những học bổng nhỏ nhỏ khác, nhưng nó sẽ không liên quan đến học bổng đầu vào nữa. Thì lúc đó nó sẽ thuộc về khoa, nó không thuộc về trường nữa. Nó là như vậy. Em có một phần muốn hỏi chị là về phần interview với Intu á, thì trong cái phần này thì học sinh cần chuẩn bị những cái gì chị ha? Cái phần interview này á, thì sẽ cần các bạn, nó cũng giống như là khi mà các bạn viết một cái statement of goal đó, là các bạn biết cái nhu cầu của mình, các bạn muốn học cái ngành gì, các bạn biết về cái trường các bạn đang chọn, và các bạn thể hiện được là tại sao các bạn xứng đáng đi được học bổng và xứng đáng được học bổng cao.
nó không có một cái paradigm nhất định. Chị có tham gia phỏng vấn một số bạn sinh viên rồi, có nghĩa là lâu lâu thì sometime là chị là interviewer. Thì mình sẽ chỉ đơn thuần là để cho mình có thể đánh giá được là bạn là một genuine student kiểu như vậy. Bạn em cứ hình dung là mình viết cái personal statement thôi chứ không có gì đó khó khăn lắm. Chứ một số những bạn mà ví dụ như là các bạn đi transfer chẳng hạn, mà các bạn cần phải có phỏng vấn với intro á, thì nó cũng giống như vậy ha chị, hay là nó, cái nội dung nó sẽ khác từ trước ạ? Transfer mình cũng có hai dạng đối tượng nha. Transfer nếu mà mình vô thẳng chương trình của transition á thì là mình không cần phỏng vấn, nhưng mà transfer nếu mà bạn đi qua chương trình intro thì mình cũng sẽ có phỏng vấn. Thì transfer khi mà như vậy nó cũng sẽ giống như cái cũ thôi, nó không, nó giống như là học thẳng, nó không có khác biệt gì hết. Có nghĩa là ví dụ như transfer đúng ngành thì cái người phỏng vấn có thể hỏi là tại sao bạn thích ngành này, nhưng mà nếu mà bạn đổi ngành thì câu hỏi cũng có thể là tại sao bạn đổi ngành, cái ngành đó có gì hơn hút bạn, rồi để cho bên trường họ đánh giá được là bạn có nhiều, có thật sự thích trường đại học Transmission hay không, có thật sự nghiêm túc với cái kế hoạch học tập của mình hay không, và bạn có thật sự là một sinh viên outstanding để được mức học bổng cao hay không. Đó. Thế cũng make sense ha. Không biết là mọi người còn câu hỏi nào nữa không ạ? Em thấy là phần presentation của chị Tiên khá là chi tiết rồi. Cái phần recording thì sẽ gửi cùng với lại phần PPT sau cái buổi webinar ngày hôm nay. Nếu như là mọi người có bất cứ những câu hỏi nào á, thì có thể gửi về cho Ivy hoặc là gửi về cho cái hòm thư chính của Yes Education. Thì bên em sẽ liaise với Intu và chị Tiên để support cho mọi người ha. Mình nghĩ chắc là hết câu hỏi rồi. Nếu như mà mọi người không còn câu hỏi gì nữa thì chắc là mình sẽ wrap up cho cái buổi session này. Có một lưu ý một tí xíu là thì học bổng này là các anh chị nhớ giùm em là trường Transmission là trường learning, nên là khá là dễ dàng. Có nghĩa là tại thời điểm này là trường vẫn đang xét học bổng cho mùa Spring 2022, lẫn là vẫn nhận application cho mùa Fall. Nên là nếu các anh chị có những bạn học sinh nào mà chưa có kịp đi cái mùa fall vừa rồi mà vì Covid hay là lo lắng gì đó, thì mình có thể apply cho các bạn đi mùa spring và sớm để cho các bạn có thể phỏng vấn. À, nói về Covid một tí xíu. Covid là mọi người yên tâm là đối với các bạn sinh viên thì nếu mà các bạn mình chưa đủ 18 mà chưa được chích ngừa ở Việt Nam á, thì Transmission vẫn sẽ có thể ok cho các bạn là mình sẽ có thể chích ví dụ chích một mũi, hoặc là mình nộp những cái chứng nhận giống như PCR theo quy định của CDC Mỹ, thì mình có thể được đến Mỹ và trường sẽ sắp xếp cho các bạn chích tại trường. Cái tỷ lệ mà đang được chích vaccine tại trường rất là cao, nên là gần như là cái số case COVID mà nằm bên trong trường thì hầu như không có. Và Transmission là một trong những trường mà bắt buộc tất cả các bạn sinh viên và nhân viên của trường phải chích vaccine. Nếu mà anh anti vaccine thì anh nghỉ việc. Nên là đây là một những trường rất là strict, nên mọi người phụ huynh, các phụ huynh với các bạn học sinh cũng yên tâm là cái lượng COVID ở đây thì cái lây lan, mức độ lây lan COVID là hầu như không có cho trong khuôn viên của trường. Yeah. Cảm ơn chị Tiên rất là nhiều ha. Dạ, chắc là em nghĩ là không còn câu hỏi gì nữa đâu. Sau phần này thì bên marketing sẽ gửi các cái tài liệu cho mọi người. Cảm ơn chị Tiên rất là nhiều dành thời gian training ngày hôm nay cho các đối tác của Yes Education. Và hy vọng là chị giữ gìn sức khỏe ha. Cũng hy vọng là mọi người take care, và hy vọng là sớm sẽ gặp mọi người sau cái đợt giãn cách vẫn đang trong thời gian transition như thế này. Dạ, và cảm ơn chị Tiên rất là nhiều ạ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Ivy. Hẹn gặp lại mọi người trong tháng 11 với event của UAB. Cảm ơn chị. Dạ. Bye bye.